Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 73, sách giáo khoa trang 89. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính. Thì nhìn qua một lượt các bạn thấy cho cô đây là các phép nhân, hai số nguyên khác dấu đúng không ạ? Bao gồm một số nguyên âm và một số nguyên dương. Vậy thì cô và các bạn sẽ cùng đi ôn lại về quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Các bạn giở lại cho cô sách giáo khoa trang 88, phần đóng khung này. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng, rồi đặt dấu trừ trước kết quả nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để đi giải bài tập 73. Ý A nhỏ. Âm 5 nhân 6. Rồi bước 1 là cô sẽ tính giá trị tuyệt đối của từng số ra ngoài nháp. Cô sẽ tính ra nháp này. Giá trị tuyệt đối của âm 5 là bằng 5 đúng chưa? Giá trị tuyệt đối của 6 là bằng 6. Rồi cô sẽ nhân hai kết quả giá trị tuyệt đối này lại với nhau là bằng 5 nhân 6. Rồi đặt trước kết quả dấu trừ. Đây. Đó. Và các bạn thực hiện như bình thường trong mặc trước. 5 nhân 6 bằng 30, có dấu trừ đằng trước là bằng âm 30. Thế vậy là chúng ta vừa vận dụng xong quy tắc để tính xong ý A. Tương tự ý B là 9 nhân âm 3. Rồi giá trị tuyệt đối của 9 là bằng 9. Giá trị tuyệt đối của âm 3 là bằng 3. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là bằng số đối của nó đúng không ạ? Rồi chúng ta nhân hai giá trị này vào với nhau là lấy 9 nhân 3. Đấy, bước 2 là đặt dấu trừ cho kết quả. Vậy cô đặt dấu trừ cho kết quả này. Và các bạn được kết quả là bằng âm 27. 9 nhân 3 27 đúng chưa ạ? Rồi, ý C. Âm 10 nhân 11. Chúng ta tiếp tục thực hiện tương tự như vậy. Âm 10 có giá trị tuyệt đối là bằng 10. 11 thì có giá trị tuyệt đối là bằng 11. Vậy chúng ta nhân hai kết quả này vào với nhau là bằng 10 nhân 11. Rồi đặt dấu trừ cho kết quả và bằng âm 110 đúng chưa ạ? Ý D là 150 nhân âm 4. Rồi tiếp tục tính giá trị tuyệt đối ra bên ngoài nháp. 150 có giá trị tuyệt đối là bằng 150. Âm 4 có giá trị tuyệt đối là bằng 4. Vậy chúng ta nhân kết quả 150 nhân 4. Rồi đặt dấu trừ trước kết quả và bằng âm 600 đúng không ạ? 150 nhân 4 là bằng 600. Vậy từ đấy thì các bạn có kết quả là 150 nhân âm 4 là bằng âm 600. Vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong bài tập 73 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.